Sự thật là ok ha. Rồi. Sao cửa như tự nhiên đóng vậy? Ôi sao cúp điện nữa kìa. Ủa sao? Thôi Lâm ơi, vô đây nằm với anh đi. Khùng quá. Mày còn nằm ngoài kia đây. Khùng quá, em quý anh. Lâu rồi chưa có nằm kế anh. Không mà, mà em cũng không được Lâm. Khùng quá. Sợ cả Lâm luôn. Cái đợt mà quay phim đến giờ đã được nằm gần anh đâu. À, sao đi một khi em hồ cho vui thôi. Sợ mày ra lè luôn rồi kìa. Khùng quá, mặt mày ra lè kìa. Thôi đi ngủ đi, sáng quá. Hả? Đi được nhanh quá ta. Không, mình nô đùa nãy giờ nên chạy lắm. Không, sợ đó. Nhanh, không quá. Sợ đó. Đắp mệt đừng có để hỏng giò ra ngoài nghe chưa. Ha ha ha.
toàn người hùng không à. Mày mẻ tay anh đàn ông anh. Bây giờ Tâm, bây giờ mà có ra ngoài kia thì chắc tôi chết mất đánh cậu ạ. Vừa nóng lại còn sợ. Cái gì? Vừa gì? Vừa nóng lại còn sợ. Đang chỗ đây lỡ giỡn quá. Ngoài kia bối cảnh nguy hiểm hơn. Ngoài kia không thuận buồm xuôi gió làm mệt. Kiếm thế đâu em? Đêm hôm đó, Đào về nhà, nó định đánh con lô 89. Về con 90. Nhưng lại xuống thay, nó về con 98. Ngày hôm sau, Đào tất tưởi đi đánh con 90. Lúc sáng nó vô duyên nha. Mày vô tới 12 giờ là có dông giết. Anh ok tặng anh con chim. Tặng em con chim. Tặng em đi. Tặng em con chim. Không mắc cười ta. Ê kỳ quá ha. Biết. Bây giờ đừng có đồ nhiều quá. Em đồ tới mấy nét lận. Ok tặng cho anh con chim. Cứ tặng chim vậy em không hiểu, chưa hiểu miếng. Thích tặng chim thôi, thích thì tặng là tặng quay phim con chim. Hiểu tặng em con chim. Lát anh lên làm sâu chính đi thì... Thôi mấy anh em rất là không cười mồi cho tôi đâu. Thôi, mấy anh em sẽ cười với mặt tôi. Thôi, cái khúc... Không, yeah. Mà mấy anh em phải cười mọi tôi. Trời, hỗ trợ em. Mà hỗ trợ giống kiểu như là hỗ trợ là nhìn vô là biết là buồn cười thiệt nha. Tại cái miếng này có trước rồi, biết trước rồi. Mấy anh diễn viên chuyên nghiệp mà anh. Không nói gì. Không, cái khúc chào lúc nãy tôi không chuyên nghiệp lắm em ơi. Anh là hỗ trợ mối mà. Hỗ trợ mối mà. Lên, đừng để tài khi dễ mình. Anh mới hồng sang nhất á. Mặt mũi đã dậy rồi. In it. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn gặp gỡ với lại Mr. Claudio ha. Anh là Resort Manager của anh ở đây. Good morning teacher. Good morning teacher. Good morning there. Hello. Nice to meet you. Manager. Welcome to Phuket. Yeah. Tropical island paradise. Yeah. And when I look at you, you all had fun already? No, very it's year, not funny. Not? It's year. What you look like? Yeah, year. But you have chosen the right place to stay. The happiest and funniest place on Phú Quốc. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Anh nói gì yes, vậy? Anh nói là vui quá, mắc cười quá. Có, nãy giờ anh nói, anh khen anh đó. Thank you, em. Thank you, teacher. My name Diệu Long. Family Father Bích Phượng, Father Văn Hiệp. Very handsome. Xin nói tiếng Anh cho anh. Hả? Bali. Biết. Năm nha. Biết. Very good pet for you later. Ok. Ý anh nói là anh ngủ ở đây là hợp lý. Thật vô nghĩa. Ngủ dưới đất là hợp lý.
Ủa, anh nói là anh không có bệnh viện tốt. Good. Yeah. Enjoy your stay. Yeah. Enjoy your resort. Of course. Yes. I hope so. Yes. Thank you for your introduction. Yeah. Yeah. No problem. Thank you so much. You're very welcome. I'm hungry. Everyone right here hungry and. You hungry? Yes. And beef steak for today. They have a lot of lobster for you. Lobster? Really? Okay. But you need to win first. Oh. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Noel. Bye bye. Today, Jingle Bell. Jingle Bell. Sing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hát là gì? Sing Jingle Bell. Okay. 1, 2, 3. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Jingle Bell. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Ông già Noel, Santa. Nếu anh nói gì với anh đi, anh cho Hiếu nói với ảnh một đôi lời. Yếu tiếng Anh quá, em bị yếu. Em về phải học tiếng Anh này. Yếu, Hiếu nói giỏi lắm. Ok. Rồi nói đi em. Tối nay đêm Giáng sinh, chúng tôi muốn ngủ ngon lắm. You don't need to care about these guys. You just need one room. Ủa?